Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nước siro từ trái siro nha. Đây là cây siro ở đằng sau nhà mình nè. Mùa này là đang có rất là nhiều trái luôn. Thường thì vào hè cây siro nó sẽ chín nhiều á. Trái màu hồng là lúc ban đầu, còn lúc sau thì nó sẽ chuyển sang màu đen. Với những cái trái màu đen á, thì nó đã chín rồi và mình có thể hái vô để làm nước siro uống. Nước siro nó có vị chua chua và nó rất là mát và màu đỏ rất là đẹp luôn. Có hai cách để mình làm nước siro uống, đó là cách mình làm từ trái siro tươi và thứ hai là cách mình nấu lên. Khi mình nấu siro lên, mình để trong chai thì mình sẽ dùng được trong cả tuần hoặc là lâu hơn nữa. Những lúc mà trái chín nhiều á là mình thường sẽ phải nấu lên và đóng chai để mình uống từ từ dần các bạn. Chứ còn nếu mà để ở bên ngoài thì trái siro nó sẽ héo hết, nó không có ngon. Thì đầu tiên mình sẽ chia sẻ cách làm nước siro từ trái tươi ha. Để mình cắt một cái quả siro cho các bạn xem nha. Quả siro nó giống như là, nhìn bên ngoài giống như là trái nho vậy đó. Ở bên trong thì nó có hạt nè. Thì cái hạt này nó cứng lắm, mình không có dùng được. Để mà dễ làm, thường là mình sẽ lấy dao mình cắt cái lớp vỏ ở bên ngoài trái siro ra. Lớp vỏ này thì nó hơi cứng. Nếu mà mình dùng tay không thì cũng được. Nhưng mà là khi dùng tay thì cái lớp vỏ cứng bên ngoài mà nó bể ra một cái là nước màu đỏ của siro nó sẽ bắn đi khắp nơi luôn. Sau khi đã dầm trái siro cho thật là nhuyễn rồi á, thì tiếp đó mình sẽ cho thêm nước vào, rồi mình sẽ cho thêm đường vào và đá vào nữa, là mình đã có được một ly siro rất là đẹp mắt nè, và vị chua ngọt thanh rất là ngon. Và uống vào mùa hè thì đây là một cái món giải khát lý tưởng luôn đó các bạn. Nếu mà mình không có uống nước siro với đường thì mình có thể thay thế bằng mật ong cũng được các bạn. Nước siro pha cùng với mật ong rất là thơm ngon và có rất là nhiều vitamin luôn. Thì với trái siro tươi thì mình có thể pha nước siro rất là nhanh chóng bằng cách này. Còn nếu như mà lúc nào mà mình có thu hoạch cùng một lúc được rất là nhiều trái thì mình không có dùng một lần được hết, thì lúc đó mình sẽ phải có cái cách làm sao mà nấu được cái trái siro này và bảo quản để mình dùng dần trong thời gian lâu sau đó luôn. Tiếp theo sau đây mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn cách mình nấu nước từ trái siro nha. Nấu nước xong rồi thì mình đóng chai và mình giữ trong tủ lạnh để mình dùng dần. Đầu tiên là mình sẽ cần rửa sạch trái siro với nước nha các bạn. Rửa những cái bụi, những cái rầy nếu như mà nó có bám trên trái. Rửa thật là sạch luôn. Và sau đó nếu như mà mình ngâm với nước muối, pha loãng trong khoảng 5 phút thì càng tốt. Rửa xong rồi thì mình sẽ vớt trái siro ra để ráo nước. Sau khi rửa sạch siro xong thì mình sẽ cho nó vào trong một cái hộp nhựa và mình sẽ cho nó vào trong ngăn đá tủ lạnh để cho nó đông cứng lại thành như là nước đá vậy đó các bạn. Thì thường với những cái trái cây mà mình cho nó vào tủ lạnh xong á, để ngăn đá thì sau khi lấy ra nó rã đông thì đồng thời nó sẽ tiết nước ra ngoài rất là dễ dàng, giúp mình lấy nước được từ nó dễ hơn rất là nhiều so với việc làm mình lấy bình thường.
Trái siro sau khi đông đá xong á thì để ra ngoài á nó sẽ rất là cứng. Và mình sẽ để nó ở bên ngoài cho nó rã đông tự nhiên sau khoảng 30 phút đó các bạn. Thì sau 30 phút á, trái siro nó sẽ trở nên rất là mềm luôn. Thì nó mềm như vậy á, mình sẽ rất là dễ lấy nước của nó. Mình sẽ dùng bao tay để bắt những cái trái siro này nè, làm cho vò cho nó nhuyễn ra. Sau khi mà vò được hết trái siro nhuyễn xong hết rồi thì mình sẽ cho nó vào một cái nồi và mình sẽ cho thêm nước vào. Ở đây mình sẽ dùng khoảng 400g trái siro tươi và đường thì mình dùng đường phèn khoảng 200g và mình nấu với 1 lít nước các bạn. Mình thích dùng đường phèn bởi vì vị của đường phèn nó ngọt thanh hơn. Và nếu như mà mình có đường cát hay là đường thông thường vẫn được. Mình sẽ bắt nồi nước siro này lên bếp và mình nấu với lửa vừa để cho nước sôi nha các bạn. Trong thời gian này thì trái siro nó sẽ tiết ra bên ngoài những cái chất của nó để cho cái nước có vị chua và cái màu đỏ rất là đẹp. Khi mà nước sôi rồi thì mình sẽ vớt bọt ra bớt và mình tiếp tục để cho nồi nước siro sôi ở trên bếp với lửa vừa trong khoảng 3 phút là mình tắt bếp. Và như vậy là mình nấu được xong nồi siro rồi đó các bạn. Mình sẽ để cho nồi siro nguội tự nhiên. Bây giờ siro đã để nguội rồi nè. Thì khâu cuối cùng á, là mình sẽ lọc bỏ cái xác siro đi và mình lấy nước siro thôi. Mình dùng một cái rây này các bạn. Mình sẽ cho cái nồi siro này đi qua cái rây. Thì lúc này mình sẽ giữ lại những cái xác ở bên trên và mình lấy nước được. Ở trong phần thịt của quả siro nó cũng còn nhiều nước lắm. Cho nên là mình nhớ làm sao mà lấy được hết những cái nước ở trong cái trái siro nha các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ lấy nước siro này, mình cho vô chai nước, rồi mình giữ ở trong tủ lạnh đó. Khi nào mình thích uống thì mình lấy ra mình uống thôi. Cũng rất là tiện lợi luôn phải không các bạn? Bây giờ mình sẽ pha luôn một cái ly siro vừa mới nấu để mình uống nha. Màu của siro là màu đỏ, rất là đẹp luôn. Mình cho thêm đá vào. Và mình đã được một ly siro đá đường, rất là ngon đó các bạn. Trong một cái clip lần trước á, mình có chia sẻ với các bạn cách mà mình lấy cái trái siro lúc mà nó còn tươi màu hồng đó, mình cắm thành một cái bình trang trí cũng rất là dễ thương luôn. Thật ra thì cây siro á có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất là người ta sẽ làm cái cây bonsai, bởi vì cái dáng của cây siro á khi mà nó ra quả đó, nó sẽ cho những cái chùm quả rất là xum xuê và màu sắc nó đẹp mắt. Cho nên là người ta thích trồng nó làm cây cảnh, làm bonsai. Và bên cạnh đó thì cái trái siro cũng được mình sử dụng để mình làm nước, mình uống, làm một cái nước giải khát rất là tự nhiên.
Mình kết thúc video clip này ở đây. Lần sau mình sẽ tiếp tục làm thêm clip về cách nhân giống cây siro nha các bạn. Và mình cũng sẽ làm thêm clip về cách làm những cái món ăn, cách làm bánh thạch rau câu 3D nè. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra clip mới. Và like, comment nếu như mà bạn cảm thấy thích cái clip này nha. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại clip lần sau.